điển. Chắc chắn người ta sẽ phải dùng từ này để mô tả trận đấu giữa Pháp và Hà Lan. Hai cường quốc hùng mạnh hàng đầu của bóng đá thế giới sẽ cùng so tài xem ai là người đứng đầu bảng D. Hiện tại, sau lượt trận đầu tiên, Hà Lan tạm đứng đầu, còn Pháp xếp thứ hai dù có cùng 3 điểm. Trong khi đó, Ba Lan và Áo chưa có được điểm nào. Ở lượt trận thứ hai, Hà Lan sẽ đại chiến với Pháp. Đây được xem là trận chung kết sớm của bảng đấu. Tất nhiên cả hai đội đều muốn vượt qua đối phương để sớm có vé vào vòng knockout. Trong trường hợp trận Ba Lan với Áo đá sớm kết thúc với kết quả hòa, còn màn so tài giữa Hà Lan và Pháp phân định thắng thua, thì tấm vé đầu tiên vào vòng 1/8 sẽ thuộc về đội bóng có niềm vui sau cùng. Pháp khởi đầu Euro 2024 không vui vẻ chút nào. 3 điểm đoạt được từ một pha phản lưới của đối phương, rồi ngôi sao lớn nhất của đội gặp chấn thương tệ hại, khiến cho chiến thắng ấy chẳng có ý nghĩa để ăn mừng. Mbappe với chấn thương có nguy cơ vắng mặt hai trận còn lại của vòng bảng, trong đó có trận đấu quan trọng với Hà Lan, và may ra chỉ có thể trở lại ở vòng 16 đội với một chiếc mặt nạ trên mặt. Nhưng ngay cả khi có mặt nạ, khả năng thi đấu của anh thế nào vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Giờ là lúc huấn luyện viên Deschamps, sau khi có được chiến thắng thứ 100 trong 154 lần dẫn dắt đội bóng áo lam, tìm kiếm những giải pháp cho Pháp mà không có Mbappe trong đại chiến với Hà Lan. Nhìn lại trận thắng Áo, rõ ràng có Mbappe trên sân, đội tuyển Pháp vẫn chơi một thứ bóng đá không quá tỏa sáng. Mbappe là chủ công, người châm ngòi tấn công, nguồn nguy hiểm chính cho mọi đối thủ và thực sự được coi là linh hồn của đội bóng. Thế nhưng, anh chỉ là người đã bỏ lỡ một cơ hội không thể tin được khi đối đầu với thủ thành Pen của Áo. Trong một đội hình tấn công kết hợp cùng Dembele và Thuram, anh vẫn là ngôi sao lớn nhất. Nhưng giờ đây, nếu anh không thể ra sân trong hai trận đấu trước mắt, liệu đội tuyển Pháp có bị khủng hoảng? Huấn luyện viên Deschamps đã thử nghiệm đội hình không có Mbappe xuất phát trong sơ đồ 4-2-3-1 ở trận giao hữu với Canada trước Euro và kết quả là một trận hòa không đều đầy thất vọng. Sơ đồ 4-2-3-1 cũng đã được sử dụng trong trận đấu với Áo vào rạng sáng ngày 18 tháng 6 khi Rabiot đã cặp với Kanté ở giữa sân, trong khi Griezmann đã hậu công phía sau Mbappe. Mbappe chỉ tạo ra được 3 cú sút trúng đích trong 14 cú sút của Pháp và một màn trình diễn nhạt nhòa. Không có gì thay đổi khi Giroud và Munier vào sân ở cuối hiệp 2. Liệu sơ đồ này sẽ tiếp tục được áp dụng trong trận đấu với Hà Lan? Vẫn với những nhân sự ấy, chỉ khác là Giroud đã thay cho Mbappe. Hay Pham sẽ chơi với sơ đồ 4-3-3, bổ sung thêm Camavinga cho hàng tiền vệ. Griezmann được đẩy lên đá cao hơn cùng với Thuram và Dembele trên hàng tấn công. Huấn luyện viên Deschamps bắt buộc phải có giải pháp cho vấn đề không Mbappe. Và sơ đồ nào cùng với con người nào phù hợp đều cần những câu trả lời. Nhìn toàn cùng từ trận thắng nhọc nhằn trước Áo, có thể nhìn ra thêm nhiều vấn đề khác nữa. Một khi Kanté được nhiều tờ báo bầu là cầu thủ hay nhất trận đấu của đội tuyển Pháp, chúng ta hoàn toàn có thể hiểu điều gì đã xảy ra. Anh và Rabiot đã chiến đấu chiếm lĩnh trung tuyến và tìm ra cách bẻ gãy ý chí chiến đấu của người Áo. Nhưng để chiến thắng và có bàn thắng, người ta không chỉ chiến đấu mà còn phải có sự sáng tạo, tốc độ, sự mạnh mẽ và đột biến. Griezmann, nhân vật then chốt trong việc tạo ra các cơ hội nhờ sự sáng tạo và đẳng cấp của mình không chói sáng. Dembele cũng khiến cho người ta thất vọng. Thuram chưa thể hiện được hết những gì mình đã làm ở mùa giải vừa qua cùng Inter, ngoại trừ việc chơi vì đồng đội rất nhiều. Nhưng thật tiếc, mối liên kết giữa anh và Mbappe đã không tạo ra các bàn thắng. Áp lực trên vai huấn luyện viên Didier Deschamps và đội bóng của ông thực sự không nhỏ. Pháp là một trong những ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch Euro 2024. Nhưng Pháp chưa làm cho các cổ động viên trên sân Mercedes-Benz Arena sướng mắt. Nhiều lời phàn nàn cũng đã vang lên trên các tờ báo Pháp. Có thể hiểu được điều này, nhưng không phải lúc nào Pháp cũng khởi đầu tuyệt hảo trong các giải đấu lớn mà họ đã tham gia. Từ trận thắng Đan Mạch 3-0 ở ngày mở màn Euro 2000, Pháp đã hòa 1 đều và 0 đều và thắng 3 trận đầu tiên ở các bảng Euro. Nhưng không lần nào thắng chênh lệch quá một bàn. Vấn đề giờ đây là làm thế nào để chiến thắng các trận đấu sắp tới nếu không có Mbappe và xây dựng lại hệ thống lối chơi để những người khác có thể ghi bàn. Câu chuyện tương tự diễn ra với Hà Lan. Đoàn quân của Ronald Koeman được đánh giá cao hơn nên đã liên tục dồn ép đối thủ. Thế nhưng, họ lại bị thủng lưới sớm và phải nhờ đến bàn thắng ở phút 84 của Van Weghorst để lội ngược dòng với chiến thắng 2-1. Xuất phát từ đường truyền của Nathan Ake, bóng khẽ chạm chân một cầu thủ Ba Lan trước khi hướng tới vị trí của Weghorst đang lao đến. Tiền đạo 31 tuổi dễ dàng đệm bóng cận thành, hạ gục Jasny để nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Lan ở phút 83. Phương án thay người của Ronald Koeman đã cho thấy sự hiệu quả khi Weghorst chỉ mất 2 phút 18 giây kể từ khi vào sân để giúp Orin lội ngược dòng. Đây cũng là bàn thắng ấn định tỷ số nhanh nhất được ghi bởi một cầu thủ vào sân thay người trong lịch sử các giải đấu lớn như World Cup hay Euro. Thật khó tin khi tuyển Hà Lan với hàng tấn công gồm những ngôi sao như Memphis Depay, Xavi Simon hay Cody Gakpo lại phải trông chờ vào sự tỏa sáng của Van Weghorst. Trong quá khứ, mỗi khi nhắc tới cơn lốc mùa giải cam, người mộ sẽ nghĩ ngay tới một lối đá tấn công tổng lực cùng những tiền đạo đẳng cấp như Johan Cruyff, Marco van Basten, Patrick Kluivert hay Robin van Persie. Tuy nhiên,
Không ai trong số những cầu thủ Hà Lan ở thời điểm này đủ đẳng cấp để gánh vác và trở thành đầu tàu trên hàng công. Trước trận ra quân gặp Ba Lan, đội tuyển Hà Lan hành quân tới Euro 2024 trong sự hoài nghi của chính truyền thông và người hâm mộ nước nhà. Trang Voetbol nhận định, lực lượng Orin hiện tại được đánh giá yếu nhất trong hai thập kỷ trở lại đây, khi không có tên nào đủ đẳng cấp dẫn dắt hàng công, trong khi hàng tiền vệ mất đi sức mạnh sau sự vắng mặt của Kobe Mayer và Frankie de Jong. Khi câu lạc bộ da cam tỏ ra bất lực trước đại bàng trắng ở trận đấu ra quân, dù liên tục ép sân trước Ba Lan, nhưng vô số cơ hội bị De Pay, Xavi hay Gakpo bỏ lỡ. Theo thống kê, tuyển Hà Lan thực hiện 21 cú sút về khung thành của thủ môn Wojciech Szczęsny, con số nhiều nhất tại một giải đấu lớn kể từ năm 2012. Tuy nhiên, bàn thắng của Weghorst mới là pha dứt điểm trúng đích thứ tư của Orin. Chiến thắng trước Ba Lan là tín hiệu tốt với đội tuyển Hà Lan để khởi đầu chiến dịch tại Euro 2024. Tuy nhiên, việc đoàn quân của Koeman chỉ giành được chiến thắng nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của một chân gỗ như Weghorst đang cho thấy phần nào sự suy tàn của bóng đá Hà Lan sau những năm tháng gắn liền với lối đá tấn công tổng lực. Trận đấu sắp tới chắc chắn có nhiều ngôi sao hội tụ, nhưng rất có thể chúng ta sẽ chứng kiến hàng loạt những pha bỏ lỡ ối rồi ôi từ hàng tấn công bất ổn của cả hai đội. Tinh thần đang là thứ Hà Lan có vẻ tốt hơn Pháp, dù họ phải trải qua trận đấu khá tốn sức trước Ba Lan. Theo chiều ngược lại, các cầu thủ Pháp đã bị ăn đòn khá nhiều khi thắng áo ở lượt trận đầu tiên. Lần lượt Griezmann và Mbappe đều bị chấn thương và chảy máu. Xét về thành tích đối đầu, thời gian gần đây, Pháp có thành tích tốt khi chạm trán Hà Lan với 5 chiến thắng và chỉ 1 thua. Nhưng với việc thiếu Mbappe, rất khó để Pháp có niềm vui trước Hà Lan. Kết quả hòa có lẽ là phù hợp nhất.